chết tiệt, mình bị dịch chuyển đi đâu thế này? Một thành phố mới, hay lắm, ta sẽ làm chủ thành phố này thay vì cái khách sạn cũ nát kia. Ta phải tìm người mạnh nhất ở đây để quyết đấu với hắn, rồi ta sẽ làm chủ thành phố này. Ê, cho ta hỏi, thành phố này ai là người mạnh nhất? Hả? Anh bạn, anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Đúng vậy, ta muốn tìm người mạnh nhất thành phố này để chiến đấu với hắn. Này anh bạn, Halloween qua lâu rồi mà, anh bạn định hóa trang thành kẻ sát nhân à? Các người dám chế nhạo ta à? Được lắm, xem đây. Ôi, hắn ta thổi bay xe kem của ông rồi. Xe kem đó có là gì? Ta còn sắp thổi bay các ngươi đây nè. Vậy ngươi muốn gì ở thành phố này chứ? Ta nói rồi, ta muốn gặp người mạnh nhất thành phố này. Ai muốn gặp ta đó? Có ta đây. Ngươi là ai? Mau rút vũ khí ra chiến đấu với ta. Anh cảnh sát mau bắt hắn đi, hắn vừa thổi bay xe kem của tôi. Hả? Này anh bạn, anh đã bị bắt vì tội phá hoại tài sản. Muốn bắt ta mà dễ thế sao? Xem sức mạnh của ta đây. Anh giai định làm xiếc ở đây à? Hả? Hôm nay là lễ hội hóa trang à? Ở đâu ra tên xấu xí này vậy? Hắn vừa bị bắt vừa nãy, nghe nói hắn bị điên, cứ lẩm nhẩm đòi thống trị thế giới. Hả? Đây là đâu? Các ngươi là ai? Đây là nhà tù, ông anh vừa bị bắt vào đây. Cái gì? Một kẻ sát nhân thống trị thế giới như ta mà lại bị bắt vào tù ư? Ê mày, thằng cha này hình như bị điên thật rồi. Chết tiệt, sao chúng ta lại bị nhốt chung với thằng điên này chứ? Hai ngươi lẩm nhẩm cái gì vậy? Hãy cho ta biết ai là người mạnh nhất thành phố này. Thì tất nhiên là cảnh sát, người đã bắt ông vào đây chứ ai. Và mạnh nhất là đội trưởng Chen, không tên tội phạm nào có thể chạy thoát được. Tốt lắm, ta muốn gặp hắn, ta sẽ đánh bại hắn và làm chủ thành phố này. Vậy trước tiên ông phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã. Tưởng gì việc này quá đơn giản đối với ta. Này các người làm gì mà ồn ào thế? Ta muốn gặp đội trưởng Chen của các ngươi để quyết đấu. Đội trưởng đi vắng mai mới về, có chuyện gì vậy? Vậy ngươi biết ông Đổi không? Ông Đổi là ông nào? Là đổi chỗ cho ta nè. Cái quái gì vậy? Sao ta lại vào đây? Về nhớ nhắn lại với đội trưởng Chen của các ngươi ngày mai ta sẽ đến quyết đấu. Giờ ta đi đây. Còn chúng tôi thì sao? Các ngươi có thể đi theo ta làm đệ tử, cùng ta thống trị thế giới này. Vâng, vâng, thưa đại, đại ca. Đâu bắt được em. Không bắt được làm gió. Sáng hôm sau, mọi người đi đâu cả rồi? Này Hiếu, sao cậu lại ngồi trong đó? Là sếp, sếp đã về. Sao cậu lại chui vào đấy? Mấy tên tội phạm đâu rồi? Hôm qua em bắt được một tên tội phạm, nhưng hắn có phép thuật nên đã trốn mất rồi. Hắn còn nhốt em vào đây. Có phép thuật sao? Có phải hắn mặc áo trắng và luôn miệng đòi thống trị thế giới đúng không? Đúng rồi đó sếp, mà sếp quen hắn à? Hắn từ một vũ trụ khác tới, hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm. Giờ tôi sẽ đi lấy vũ khí chống lại hắn. Thứ gì mà bí mật vậy nhỉ? Tối hôm ấy, sếp đi đâu mà lâu thế nhỉ? Hắn ta sắp đến rồi. Ai gọi ta đó? Có ta đây, mau gọi đội trưởng của các ngươi ra đây. Mày có giỏi cứ đứng ở đấy, đội trưởng của tao sắp về rồi. Được, để ta xem trông hắn ta như thế nào mà nổi tiếng vậy. Đội trưởng Chen kìa đại ca ơi. Hả? Sếp đã mang bảo bối về. Có phải mày là tên sát nhân trong vũ trụ đo đúng không? Đúng là tao đây, tưởng đội trưởng Chen thế nào, hóa ra là một con chó xấu xí. Mày xem lại mặt mày đi, xấu như chó ấy. Mày mới là chó ấy, xấu như chó. Mày ấy. Là mày ấy. Bố mày là chó sẵn rồi. Thôi, tao sẽ không cãi nhau với một con chó. Giờ thì xem sức mạnh của ta đây. Từ từ đã, xem ta đang cầm thứ gì đây. Là thánh giá, sao mày có thứ này? Tao biết tất cả bí mật về mày. Tao đã phải tốn 500k để mua nó đấy. Giờ thì cút về thế giới của mày đi. Không, ta không thể thu một con chó được. Sếp giỏi quá, đúng là sức mạnh của đồng tiền. Đứng lại đã, giờ thì xem ai bắt được ai nào.
quay lại nhà tù thôi các em.